Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn Android Blockstar Dinsay. Mình là Việt. Ở bài này thì mình hướng dẫn các bạn xây dựng cái syntax cho cái web view new task extend. Void, bởi vì chỗ này chúng ta không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đẩy cái thằng kia vào đây thôi. Đẩy cái thằng này. Đây là cái chúng ta muốn. Chúng ta phải đưa cái này lên làm private. Ví dụ này khi nó load ở đây thì ở đây chúng ta cũng cần phải start nó đúng không? Chúng ta cần phải new new start chấm sql thì ở đây chúng ta không cần tham số và nó sẽ chạy như này. Thì trong trường hợp này nó chạy thì chúng ta vẫn cần một cái nữa, đấy là cái thằng dialog private progress này. Xong rồi chỗ này chúng ta cần dialog bằng progress dialog chấm sâu this tắm đây. Rỗng và cái thứ tiếp theo đấy là loading new, ví dụ như này thì đấy là cái phần, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hay của thằng này, đấy là on progress set if dialog chấm quên nhầm different with null dialog chấm dismiss như này. Thì cái liệu các bạn sẽ thấy là liệu thằng này nó có hoạt động thành công hay không nhé các bạn. Bây giờ chúng ta xem kết quả. Thì chúng ta chạy thử trang chủ, ví dụ như đây thấy nó xuất hiện cái dialog rất nhanh và trắng rất nhanh và biến mất, hoặc là ví dụ cái tin khác nó cũng tương tự như thế, tức là nó không tác dụng đối với cái thằng web view này. Đây là lý do tại sao chúng ta muốn tìm lý do tại sao thì như sau. Đầu tiên cái web view này nó có một cái cơ chế mà không không như những cái thằng khác, nó load tuần tự mà nó sẽ load thành một cái riêng, và vì thế mà chúng ta cần phải có một cái web view web client để chúng ta kiểm tra được làm thế nào chúng ta kiểm tra được là cái web view này nó load đã thành công hay không. Từ khi mà chúng ta dừng lại ở đây, khi mà chúng ta vứt vào đây này thì cái câu lệnh này nó hiện và nó sẽ nhảy sang một cái khác và nó xem như kết thúc. Thì khi vì thế mà cái dialog này nó xuất hiện mỗi một tí và xong là nó xong, tại vì nó xem như chỉ là một dòng lệnh, còn việc load là việc khác. Thì vì thế mà chúng ta cần phải thực hiện cái việc một việc nữa, đấy là xây dựng cái cơ chế làm thế nào để chúng ta setting được cái cơ chế cho cái web view này load được, kiểm tra được cái việc việc thành công kết thúc cái việc load dữ liệu từ internet. Thì bài đấy mình sẽ dành cho bài hướng dẫn cuối cùng, bài tiếp theo. Cảm ơn.